chịu ảnh hưởng chung bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai, sạt lở gia tăng, làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người dân và sự phát triển chung của thị xã Tân Châu. Nhưng với khát khao vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng biên giới phía Bắc tỉnh An Giang, chính quyền thị xã Tân Châu đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2020, kinh tế tiếp tục ổn định, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình hàng hóa đạt hơn 565 triệu đô la Mỹ, tăng 29,2% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống lưu trú trên địa bàn đạt 6.073 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ, đạt 72,5% so kế hoạch năm. Về cái giá trị sản xuất thì tính đến nay đó là 190 triệu đồng trên một cái hecta. Đặc biệt là trong năm 2020 đó thì thị xã Tân Châu cũng đã chào mừng là đón nhận được là các cái sự kiện lớn, như là thứ nhất là cái thị xã đã đón nhận cái đô thị loại 3. Cái thứ hai là tổ chức thành công kỷ niệm 10 năm ngày thành lập là cái thị xã Tân Châu. Và cái cuối cùng là sẽ tổ chức thành công đảng bộ của thị xã Tân Châu nhiệm kỳ năm 2020-2025. Trong năm 2020, nét nổi bật của thị xã Tân Châu là việc nâng cấp, xây mới, hoàn thiện các dự án công trình trọng điểm như công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Công Nhàn, Tôn Đức Thắng, tỉnh lộ 952, 953, 954, lộ sau sông Tiền. Hiện thị xã còn 58 danh mục công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 74 dự án công trình, các chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, trình hội đồng. Ngoài ra, thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo nên điểm nhấn cho thị xã, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng đẹp và khang trang hơn. Hồi xưa tới giờ gần 30 năm không được vậy đâu, cho nên bản thân của tôi thấy rất là mừng, cái đó cũng là một cái tự hào cho cái quê hương của mình đó. Còn nói tới đường xá nữa thì cô cũng biết rồi. Bây giờ nói tới cái ngõ ngách hang cùng, tới tất cả các cái đường nước đi vô nội đồng nó cũng đều được láng nhựa cán đá, thấy không? Rồi kể cả cái 952 đường đó là giao thông huyết mạch của Tân An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Sương ra biên giới đó thì cũng được trang sửa rồi đàng hoàng. Mà gần đây nhất là cái cây cầu của Tân An, Tân Châu, ha, nó đổi mới, phải nói là bắt được rồi thì dân ai cũng phấn khởi chứ. Xác định năm 2020 là năm bứt phá hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Trong năm qua, Tân Châu tập trung đẩy mạnh đổi mới, đồng bộ trong quản lý, cải cách hành chính nhà nước, thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thị trường, nguồn vốn, cập nhật thông tin về chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách ưu đãi đầu tư và các danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã. Qua đó khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư trên địa bàn. Các cái chính sách của địa phương đây rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở địa bàn để đi vào hoạt động, kể cả cấp Bắc Tân Châu luôn luôn được tạo điều kiện thuận lợi. Các cái thủ tục chính sách hay thủ tục thuế luôn luôn được cải thiện và giải quyết rất là nhanh. Đặc biệt là chính quyền địa phương rất là năng động, sáng tạo và gần gũi với doanh nghiệp để cùng doanh nghiệp giải quyết những cái khó khăn mà khi phát sinh. Tính đến nay, thị xã có 4 trong số 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Long An, Phú Vĩnh, Tân An và Châu Phong. Bình quân mỗi xã đều đạt trên 16,22 tiêu chí và 44,89 chỉ tiêu. Riêng xã Long An hiện đạt 18 trong số 19 tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mỗi tiêu chí xây dựng nông thôn mới hoàn thành là từ sự quyết tâm, đồng lòng của toàn đảng và toàn dân, hướng đến mục tiêu nâng cao về đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân và phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương. Cụ thể như là cái nhận thức thì bà con rất là đồng thuận với cái chủ trương, xem cái chủ trương này là một cái chủ trương đúng đắn, nó hợp lòng dân.
Cái thứ hai là cái chuyển biến là bà con là nhận thức từ cái chuyển biến là cái nhận thức cũ chuyển sang cái nhận thức mới. Hiện nay thì bà con đã thực hiện là sản xuất ứng dụng vào cái khoa học công nghệ. Nên là trong quá trình thực hiện thì là đều là tăng cái giá trị sản xuất. Cái thứ hai điều đáng mừng là cái đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Cụ thể năm 2020 đó thì là cái thu nhập bình quân đầu người đó đạt là 60 triệu đồng đối với xã Năng Cao. Riêng những cái xã mà đã đạt cái tiêu chí nông thôn đó thì đã đạt là trên 50 triệu. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo nghị quyết của tỉnh ủy, đến nay Tân Châu đã có 12 mô hình công nghệ cao đạt hiệu quả, gồm các ngành hàng chủ lực như thủy sản, rau màu, chăn nuôi và cây ăn trái. Để tiếp tục phát triển ổn định lĩnh vực nông nghiệp, hiện thị xã đã triển khai lập được hai dự án đầu tư hạ tầng thủy lợi là vùng đê bao Vĩnh Sương Phú Lộc để phục vụ chuyển đổi từ lúa sang trồng cây ăn trái và dự án hạ tầng chuyển đổi quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, bào ốc với láng dọp. Bên cạnh đó, thị xã Tân Châu luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tập trung triển khai các kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai các chính sách bảo trợ xã hội về nhà ở, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, điện nước sinh hoạt. Thông qua đó đã giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 1.018 hộ, chiếm tỷ lệ 2,31%. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt tiến bộ, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao với 29 trong số 57 đơn vị trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50,88%. Kết quả các cấp học đạt trên 99,84%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,9%, xếp hạng thứ 7 toàn tỉnh. Hiện nay, hệ thống y tế từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố và phát triển với 13 trong số 14 trạm y tế xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác khám và điều trị bệnh nhân dân được thực hiện thường xuyên, đảm bảo trực cấp cứu 24/24 ở các cơ sở điều trị. Đặc biệt, trong năm 2019-2020, Tân Châu đã có nhiều cải tiến mới trong đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật mới cho nhiều cơ sở, bệnh viện. Qua đó, giúp công tác tầm soát điều trị bệnh cho người dân ngày một tốt hơn. Đầu tiên, ngoài cái chuyện phòng chống Covid hiệu quả thì chúng tôi còn điều nâng cao chất lượng điều trị. Thì chất lượng điều trị chúng tôi là được sự chuyển giao kỹ thuật và phẫu thuật nội soi cũng như là phẫu thuật phaco mổ cườm bằng phaco, và bên cạnh đó thì chuẩn bị chuyển giao một cái đơn nguyên điều trị đột quỵ cho những người nhồi máu cơ tim, điều trị đột quỵ về não, nhồi máu não, xuất huyết não. Và một điều mà chúng tôi tâm đắc nhất đó là chúng tôi đào tạo được đội ngũ, đó là đội ngũ thạc sĩ được 6 và chuyên khoa 2 được 2 và chuyên khoa 1 được 4, và tất cả các cái điều dưỡng của bệnh viện chúng tôi là được nâng cấp lên là trình độ đại học. Gần về đích năm 2020, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Tân Châu đạt được nhiều thắng lợi mới. Đặc biệt, vẫn đảm bảo tình hình an ninh chính trị biên giới, tình hình phòng chống dịch Covid-19. Đó là kết quả của sự đoàn kết thống nhất cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thị xã. Bước sang năm 2021, dấu mốc đầu nhiệm kỳ và thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, thị xã Tân Châu sẽ bứt phá, đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, sớm đưa thị xã Tân Châu trở thành thành phố và sẽ là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh.